chuột ở khắp mọi nơi, bởi mọi cách vẫn không hết được chuột, dùng keo dính hay bình xịt cũng không ăn thua. Em được mẹ cho hộp sáp tinh dầu đuổi chuột này. Chất sáp đặc này đúng là xịn thật sự. Chỉ cần mở nắp ra, để vào những nơi mà chuột hay lui tới như gầm giường, nhà kho, trong tủ, phòng bếp, phòng khách. Vì chuột có khứu giác rất mạnh, nên sáp tinh dầu chỉ cần bay hương một tí là lũ chuột chạy mất dép, không dám quay lại luôn. Cảm ơn mẹ đã giới thiệu hộp đuổi chuột này cho con. Tạm biệt lũ chuột phá phách kể từ đây.